Mạnh Tiến xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay trong cái phân khúc loa rẻ tiền dưới 2 triệu đồng mình sẽ thử xem là một hãng là SOK này, một hãng là JBZ này, một hãng là AZ Pro này, ba cái hãng này xem con nào là bát hay nhất các bạn nhá. Dưới 2 triệu đồng các bạn có thể tự thích lựa chọn. Nghe nhạc hát karaoke hôm nay mình sẽ thử karaoke ở đây Bluetooth các bạn nhá, mình không hát, xem con nào bát sâu nhá, mời các bạn kiểm nghiệm nhá. Đây là mình sẽ thử con đỏ trước đi. Con đỏ trước đi anh em. Rồi mình sẽ thử con đỏ trước. Đây. Con đỏ này sắp con lớn, đồ, con lớn thứ hai này, con lớn này, con lớn này. Bend before. Eat ice cream or you'll lick the floor. Because the end of the earth is upon us. Thưa quý vị các bạn, đây mình thử con trong cùng các bạn nghe xem này. Đây. Con này là 306 AZ Pro. Đây mình sẽ cố gắng kết nối với con này. Đây. À một con Bluetooth để chạy được 3 con này. Nó chạy được. Nó phải chạy được 3 con này, con thử cái này nhá. Pretty soon we'll all turn to dust. Eat ice cream or you'll lick the floor. Because the end of the earth is upon us. Pretty soon we'll all turn to dust. Goodbye, my friends. Sao con bé nhất nhá. Con gần bé nhất SOK đi. Anh em nghe thử nhá. Thưa các bác, là vừa rồi Mạnh Tiến đã test thử dòng SOK này, JBZ này, AZ Pro này. Đấy, theo các bạn là con nào hay nhất thì các bạn bình luận xuống dưới giúp mình nhá. Dòng va dưới 2 triệu các bạn ạ, nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý các bạn. Xin chào.